Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Phương Paris Vlog. Vượng xin chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Vượng rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem video của Vượng. Vượng không biết nói gì hơn, Vượng xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công và thành công nhiều nhiều thiệt trong cuộc sống nha cả nhà. Vượng xin chia sẻ một cái vòng ở thủ đô Paris nước Pháp nha cả nhà. Hôm nay là mùa hè tháng 8 á cả nhà, nhiều người ta đi bộ quá nè cả nhà. Những cái nước lân cận người ta qua du lịch mùa hè đó cả nhà. Mùa hè bên đây thì trời nóng, thời tiết nóng, người ta qua nhiều hơn cả nhà. Vượng cũng làm biếng đi bộ á cả nhà, đi bộ gửi xe cũng hơi đắt tiền ha cả nhà, một tiếng mười mấy đồng, mười mấy euro á cả nhà, nên Phượng lái xe đi một vòng để quay lại chia sẻ cho cả nhà xem Phượng quay có điều gì sai sót, mong cô chú anh chị và các bạn bỏ qua, thông cảm bỏ qua ha cả nhà. Đây là những cái con đường phía trước này á cả nhà, là những cái xe đạp á cả nhà. Bây giờ Phượng xin chia sẻ ở trong một cái vòng Bắc Kinh á, Phượng phải vô cái Bắc Kinh này á cả nhà để Phượng đi mua dầu thơm ăn cả nhà. Phải gửi mình đi bộ ra, mình mua chắc cũng mất mười mấy đồng á cả nhà. Cũng đi ra cũng một tiếng mấy cả nhà. Bây giờ Phượng chia sẻ ở trong Bắc Kinh cho cả nhà xem. Ở phía trước này là cái đường đi, những cái ngôi nhà cũng rất là đẹp hơn cả nhà. Bầu trời rất là đẹp luôn nè. Thấy mấy bạn này là nước ngoài hơn cả nhà, không có thấy người Việt Nam mình á. Tuy Phượng mình đi ra đường á cả nhà, mình gặp người Việt Nam của mình á, tuy quen không quen nhưng mình cảm thấy rất là vui, rất là thân thiện ha cả nhà. Tại ở chỗ Phượng ở không có người Việt Nam nhiều á cả nhà. Người Việt Nam á thì người ta ở theo cái có chỗ ở cũng nhiều người Việt Nam, nhưng mà chỗ Phượng thì không có ha cả nhà. Ít có người Việt Nam. Khi mà mình đi ra ngoài đường á, mình gặp người Việt Nam mình rất là mừng luôn á cả nhà, mừng và vui. Tuy là mình không quen biết nhưng mà mình thấy người cùng bản xứ rất là vui. Không biết mấy bạn nào xa quê có nhị không ha cả nhà, nhưng mà Phượng thì nhị. Đây là cái cảnh đường đi hai bên đường, lúc này thì đông ha cả nhà, tới mùa lạnh là những cái đường đi không có khách du lịch thì cũng vắng lắm ha cả nhà. Mấy chiếc xe trước là chiếc xe của police đó cả nhà. Đi mấy bạn này đi du lịch đi đông quá nè, người ta đi theo đoàn cả nhà, đi theo group mấy chục người. Hôm nay bầu trời cũng rất là đẹp luôn ha cả nhà. Bữa nay dạo quanh một vòng Paris mùa hè rất là đông đúc, con người đi qua kẻ đi lại rất là thích luôn ha cả nhà. Chỉ có ở Việt Nam mình mới ngồi ở trước nhà mình, ngồi trước sân á cả nhà, thấy xe chạy qua chạy lại cũng rất là vui và bình yên ha cả nhà. Ở bên Pháp này thì mình đi ra đường mà thấy những cái cảnh mà người ta đi qua đi lại cũng thấy vui luôn ha cả nhà. Ở bên đây thì đi làm rồi về nhà thôi ha cả nhà, rồi ăn cơm là tới giờ ngủ nghỉ rồi ha cả nhà, không có được thoải mái vui chơi giống như ở Việt Nam ha cả nhà. Ở Việt Nam mình đi làm buổi sáng có thể ngồi uống cà phê, còn ở bên đây đi làm là phải uống cà phê máy á cả nhà, mình bỏ tiền vô rồi mình bấm cà phê uống, hoặc là mình lấy cà phê theo uống theo sở thích cái mùi vị cà phê của mình ha cả nhà, hoặc là mình lấy cơm theo ăn, hoặc là mình ăn trong căng tin chỗ làm á cả nhà.
tùy theo chỗ nữa ha cả nhà. Còn mình đi mua ăn á, thì tiền nó nhiều ha cả nhà. Mình ở bên đây á, thì chi phí đi làm á, với tiền nhà, tiền thuê máy đồ rất là cao ha cả nhà, nên đời sống rất là cao, chật vật với cuộc sống ha cả nhà, không được thoải mái bình yên giống như Việt Nam. Dù là cái đồng ruộng mênh mông cũng vậy, mình đi ra ngoài đường, ngoài đồng ruộng á cả nhà, mình có thể bắt ốc bắt cua và hái rau là đủ ăn ha cả nhà. Còn bên Pháp những gì mình cũng phải mua hết đó cả nhà, nên đời sống mình cũng sống tiết kiệm ăn cả nhà. Bây giờ Vượng xin chia sẻ ở trong cái đường hầm xe cả nhà. Vượng quay một vòng chia sẻ đường hầm ở dưới hầm á cả nhà, để chia sẻ cho các bạn xem chơi cho vui ha. Đây là Vượng đang đi xuống hầm ở dưới nữa cả nhà. Cái đường hầm ở Paris á, nó làm cái chỗ chạy xe cũng đường nhỏ cả nhà, cũng khó chạy nên chạy chậm ha cả nhà. Vượng quay chia sẻ cho cả nhà xem chơi cho vui ở Paris này, chỗ nào đậu xe cũng trả tiền á cả nhà, nhưng mà một tiếng mười mấy đồng cũng rất là đắt ha cả nhà. Mình đi qua đi lại là mấy tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Thấy quên quên những gì, thời gian chạy rất là lẹ luôn ăn cả nhà. Ôi trời, ở dưới đây thì xe rất là đông đúc ăn cả nhà. Ở dưới Bắc Kinh này xe cũng rất là nhiều. Đi vào Phượng sẽ tìm một cái chỗ đậu xe, xong sau đó thì Phượng sẽ đi mua dầu thơm, rồi mình đi mua dầu thơm rồi mình đi dạo một vòng rồi mình đi về ăn cả nhà. Cả nhà ơi, video của Phượng đến đây cũng đã kết thúc. Phượng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc cả nhà nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào.